Xin chào các bạn nha. Đây nè, rau muống sau 3 ngày nè các bạn. Mình bỏ phân gà ủ vài tháng á. Cỡ này là 15 ngày sau là mình bắt đầu mình ăn được đợt tiếp theo rồi đó các bạn. Rất là thích. Và đây nè, mình quay lại với lại cải bó xôi nè. Đợt trước mình ăn còn chưa hết nè các bạn. Đó, bên đây mình đã hái, bên đây là mình chưa có hái đợt nào. Mà bên đây thì khay bên đây nè. Đó. Khay bên đây bữa hổm mình đã tỉa một lần một rổ đó các bạn. Bây giờ nó lên lá như thế này rồi nè. Rất là nhiều, sáng mình có tưới nè. Ở đây cải mình tỉa như thế này á, đợt trước mình tỉa từng lá như thế này nè. Đó, các bạn thấy không, cũng còn nè. Đó, những cái lá mà mình không tỉa thì nó sẽ phát triển như thế này. Mình ăn mình cứ tỉa vòng quanh cái lá lớn, rồi lá nhỏ mình chừa lại. Đó, nó muốn vượt qua bên cái chậu này nè. Đó, chậu này thì mình cũng sẽ tỉa luôn để ăn, để còn ra lá lá mới. Cái dây nè, hôm nay nó đã lớn như thế này rồi nè các bạn. Này là dây dưa hấu ha. Một tuần nó bò ra được như đây. Mình trồng hoàn toàn bằng trong cái thùng xốp như thế này nè, thùng khay nhựa hoặc là thùng xốp. Đây, rau xà lách mình còn chưa ăn kịp nữa nè các bạn, rất là nhiều. Dây dưa hấu giờ nè, bữa hổm mình tỉa còn lại sót nè, bắt đầu 5 ngày sau là bắt đầu nó phát triển nè. Đây là cái khay dền nè, khay xà lách. Xà lách hôm bữa là mấy ngày trước nó còn nhỏ đó các bạn nhớ không? Hôm nay nó ra như thế này rồi nè. Đây là tầng 1 của nhà mình ha. Đó, khay rau. Rồi sắp tới mình sẽ quay cái tầng 2 rau của nhà mình ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha.